Boba Bot thành phố Đồng Xoài là quán trà sữa Đài Loan được nhiều bạn trẻ yêu thích, không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà đây còn là điểm check-in sống ảo cực chill bởi những thiết kế vô cùng ấn tượng. Không gian quán rộng rãi, sang trọng, thoải mái để bạn đến đây thưởng thức đồ uống ngon và tụ tập tám chuyện cùng bạn bè. Menu của Boba Bot bao gồm các loại thức uống như trà sủi bọt, trà tươi, trà sữa đặc biệt, trà đặc biệt và kem tuyết. Điều đặc biệt ở Boba Bot là các đồ uống được chế biến từ nguyên liệu tươi, đảm bảo chất lượng và vị ngon của từng tách trà sữa để chinh phục những khách hàng khó tính nhất.